Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với HeTV. Và ở bên cạnh mình đây hiện tại bây giờ đang là chiếc cầu giao điện. Đấy, ngày hôm nay ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bật tắt cầu giao điện các bạn nhé. Nani? Đùa các bạn vậy thôi. Thực ra là video ngày hôm nay là một video rất đặc biệt. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn xem căn phòng trọ mới của mình nhá. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu đi xuống nhá. Đấy, nhà trọ của mình ấy thì sẽ có thang máy rất là xịn sò luôn. Ok, mời các bạn cùng vào. Phòng của mình thì sẽ ở tầng 4. Đấy, chúng ta cùng nhau đi xuống nhá. Ok, và đến phòng rồi, chúng ta cùng nhau vào phòng nhá. Đó, phòng của mình sẽ là phòng 401 các bạn ạ. Phía dưới này sẽ là giày dép, nhìn nó hơi bừa bừa một chút, các bạn thông cảm nhá. Ok, vào phòng nào. Ok, và đây là phía bên trong căn phòng của mình. Căn phòng của mình thuê thì nó cũng giống như căn phòng trước thôi. Nó cũng sẽ có một chiếc tủ quần áo này. Và phía bên này thì sẽ có một chiếc giường. Chiếc giường này thì có thể nằm được đến 2 đến 3 người. Ở phía trên này thì sẽ có một chỗ khoảng trống, thì mình sẽ để mấy cái đồ mà mình chuyển đồ, mình được đồ để chuyển để vào bên đó. Và phía đằng này thì mình... À đây, giới thiệu các bạn, đây sẽ là chiếc điều hòa. Thứ mà sẽ làm chúng ta tốn nhiều tiền điện nhất trong mùa hè ấy. Và đây, ở đây thì mình sẽ có một chiếc ban công. Ban công này thì sẽ không, vì cái phòng mình thuê ở trong ngõ cho nên là sẽ không nhìn được ra bên ngoài nhiều. Và ở phía dưới này thì mình sẽ dồn mấy cái chậu sen đá này. Mình dồn 3 chậu nhưng mà bị chết mất một chậu rồi. Ok, và bây giờ chúng ta bắt đầu khám phá tiếp nhé. Và đây, phía trong này sẽ là gian bếp. Ở bếp này thì bên này thì sẽ xịn sò hơn, là sẽ có thêm máy hút mùi này đó. Và phía này thì sẽ làm chỗ là để bát đũa dao rồi mấy cái đồ nấu cơm đó. Và phía này sẽ là bếp, và đây là bồn rửa bát này. Và đây phía trong này là vệ sinh, phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh này thì sẽ có bồn rửa tay này, kính này đó, nó giống như bình thường như ở nhà các bạn thôi. Và đây phía bên này thì sẽ là bàn học của mình. Và học của mình thì sẽ có chiếc laptop này thôi. Đó. Ở đây thì mình sẽ có một chiếc tay để chơi game này. Đó các bạn. Và đây thì mình sẽ có một chiếc loa. Chiếc loa này là một chiếc loa hình đầu con robot nào đấy, mình cũng quên mất tên rồi. À, mong ước thì sao ấy. À không, chưa quên mong ước ở game. Hiểu kiểu gì. Ok, và đây sẽ là một con trâu. Đấy, vẫn là con trâu như trước, ở video trước mình đã cho các bạn xem con trâu này thì... Có tiền nhưng mà không được nhiều lắm. Ok, và đây thì mình sẽ có một số cái tượng này. Đây mình, ở đây, ở đây mình sẽ có rất là nhiều tượng chú tiểu các bạn ạ. Đấy, toàn chú tiểu bị chó cắn rồi. Đây, mình sẽ có 3 chú tiểu này. Dạ, không có bạn. Và bên dưới, phía dưới này thì mình sẽ có một chiếc tủ chống ẩm này. Chiếc tủ chống ẩm này thì mình sẽ thường dùng để đựng mấy cái đồ máy ảnh, máy quay của mình. Và đó, đó là căn phòng mình, căn phòng mới của mình. Ở căn phòng này thì mình thuê với giá nó khoảng thuê với giá khoảng 3 triệu. Đó, 3 triệu thì nó, ở bên này ấy, thì nó sẽ xịn hơn cái chỗ ở bên trước mình quay cho các bạn xem. Và ok, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nhớ like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Bye bye.